Tôi mới ra cái này được 25 năm nay thôi, không phải là mới mẻ gì, không phải lâu gì. Để thưa cả lớp, khi mà đi chữa cho bệnh nhân ý, cái thời ngày xưa chúng tôi ý, là nó không được đồ đâu, lúc nào cũng có mà ngon lành. Sau gần đây ý, thì cái lớp trẻ mà thì họ ăn diện lắm, thế họ không mặc áo con có quai như chúng tôi, mà là họ chỉ có mua cái ngang thế này thôi. Cái ngang này có không có kéo đỡ, không có quăng treo thì đương nhiên nó phải xệ xuống, mà muốn không xệ thì phải bó thật chặt vào con đi, cái vú này mà chặt vào không chặt thì cái đầu vú nó không phát triển được. Bác Xuân, trẻ con em, cái nguyên tắc của vật lý nó phải khít thì mới kéo được lên, mà không khít là không kéo được lên. Tôi đặt vào cái vú bệnh nhân thế này, đúng chính giữa, tôi vẫn kéo mà phát ai ơi ai đúng không, chết rồi. Đó, như thế là rất là đau. Thế tôi về tôi bảo sao mình lại ngu thế nhỉ? Cái thứ nhất là cắm cái này lên đâu? Cái thứ hai là rút cái này, nó chạm lên rất đau. Mà mình kéo đau quá. Thế tôi bảo kệ kéo đâu mà mình có thể làm tay như thế. Tôi quay cái đầu ra. Thông minh quá. Tôi quay cái đầu ra. Ra. Nhưng mà chưa thông minh đâu, vẫn còn ngu đấy. Đấy, lại ấn vào cái này. Thì rõ ràng nó không đau như cái lúc nãy, nó có hai cái bàn đạp đây rồi. Để mà ta kéo. Đấy, tôi cầm vào đây. Để nó dài ra. Nhìn thấy nó đâu? Bệnh nhân này kèm cái nó mắng mình. Thế thì tôi bảo, tôi lại dùng cái vật lý. Tôi bảo, ngày xưa ông nhổ nhổ đến cho mình ý, ông nhổ cái đinh của cái xà gồ cũ ý. Thế thì thấy ông lại không nhổ ra, ông lại đóng vào. Tôi mới hỏi, bác ơi, thế người ta thuê bác nhổ đinh, tại sao lại đóng vào không nhổ ra? Ông nói câu này này, con ơi, cái đinh lâu ngày nó rì rồi. Nếu mà rút ra đứt ngay, bác phải gõ vào, nó tôn cái gì ra, bác kéo cái ra, thế là nó xong. Đấy là cái phương pháp của nhổ đinh, tức là mình học cái này ta phải học cái khác, đúng không? Mỗi một tí. Thế đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là khi mà tôi đi xem họ chạy được giã, thì sau tôi thanh cái tay đi đấy. Không phải là người ta đứng thế nào mà mãi chạy đâu, mà phải đứng căng. Thế đứng căng thì khi mà tuyết còi báo hiệu cái như bắt đầu cái đà bật chạy rất là nhanh. Thế bởi vậy tôi sẽ phải áp dụng cái này. Tôi bảo à được rồi, vừa kéo nó xuống một nửa hoặc hơn nửa cũng được. Tôi đặt vào tim cho bệnh nhân. Tôi đặt cái này thì cái này đau quá nhỉ? Không đau đâu. Chưa rồi. Đấy. Tôi đặt cái này, tôi áp dụng cái co chân tâm người để chạy. Cái thứ hai là cái nhổ đinh. Cả nước nhìn đây nhá. Đây này, tôi ấn vào một tí nhá. Ấn vào một tí đưa ra. Đấy, nó đẩy trượt. Này rất nhẹ nhàng. Vì có phải kẹo kéo đâu mà anh kéo dài ra được. Ê. Đúng không? Nó thịt mà từ nhẹ nhàng đây. Rất nhẹ nhàng. Sướng không anh? Sướng không nói đến lời ấy. Chưa thấy. Gần sướng, gần sướng. Thời gian bao nhiêu? 10 năm 20 phút như con bú. Con bú thời gian bao nhiêu thì làm đấy nhiêu? Ngày vài lần. Đấy. Thế nhưng mà cái phương pháp này tôi thấy thành công rồi. Tôi sướng quá. Thế là tôi về tôi cứ phổ biến cho mọi người. Phổ biến sau khi bệnh nhân nào đến với tôi mà đầu vú tụt, tôi bảo là thường thường là tôi hay mua nhiều, tôi tặng nó một cái mà tặng nhà mình luôn. Anh nào tụt vừa này thôi, lôi ra từ xong nhớ là khi bắt đầu nó lên một tí rồi nhá, thì mình làm cái phương pháp nào lấy cái chén nhỏ sau đó do một là hạt ngô bạn ăn ở đây và tí nước sôi vào, hai bông tăm tăng máy lên, ngoài đây khi nào anh nếm thấy nó ngọt hơn sữa mẹ một tí thôi, đừng ngọt quá. Thế là thành công. Hai bông tăm này anh sẽ bôi vào cái đầu vú này, bôi cả cái vầng đen. Vì trẻ con càng ngậm sâu thì càng không đau, vú lồi ra, vú nhiều sữa trực tiếp không có không khí. Là bôi vào đây. Sau đó nhúng một tí, chấm mồm miệng em bé. Chấm miệng em bé thì nó thấy ngọt. Bắt đầu đưa cổ đi cái, đưa vào vú, cái lòng tùn tùn vào vú. Có những trẻ 1 tháng 2 tháng tôi vẫn tập cho vú được. Cũng chỉ vì cái phương pháp lừa đảo một tí thôi. Đấy, một lúc thuốc nước của gà ấy, cho bé bôi vào đây, bé bú bình thường không sao nhé. Mới bôi nhé thì chỉ cần đau qua không bú, nếu bôi khoảng nửa tiếng thì bú bình thường, con khỏe mạnh, ngon lành. Đấy là cái phương pháp mà hôm nay xin giới thiệu với thầy giáo cả lớp.